một cái mẫu xe nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với tầm tiền hơn trăm thôi là quý vị khách hàng chúng ta sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc hạng A nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Ấn Độ. Đây là mẫu xe Hyundai Grani 10 được sản xuất năm 2014, vừa cập bến tại cửa hàng bên em. Và xe thì đã lên full đồ chơi được mọi người nhé. Đây là một chiếc xe 10 bản thiếu nhưng mà chủ họ đã được lên bộ la đăng đúc rồi này. Và cũng như là lắp một cái màn hình Android xịn sò luôn mọi người ạ. Nếu mọi người với tầm tiền hơn trăm thì chúng ta có thể tham khảo với mẫu xe i10 sản xuất năm 2014 này mọi người nhé. Một chiếc xe của nó rất là đẹp luôn. Địa chỉ cửa hàng bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 gần ngã tư Quán Toan. Đối với khách hàng xem thì nhớ ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và quan trọng nhất là ấn đăng ký kênh mọi người nhé. Con này thì tay nắm mở cửa và chân kính đã được ốp inox đầy đủ rồi mọi người ạ. Và tầm tiền thì rất là rẻ thôi mọi người ơi. Đấy, ngang bằng một chiếc xe SH thôi mọi người ạ. Nếu mọi người nhu cầu thì hãy liên hệ cho em qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho chúng ta xem. Con xe thì được mang trên mình nước sơn màu đỏ mọi người ạ. Mặc dù là xe từng dịch vụ nhưng mà mọi người xem cái phần tắp ly của nó này. Đây ạ, mọi người nhìn kỹ này. Tắp ly phải nói là rất là đẹp mọi người nhé. Keo chỉ của nó đây mọi người có thể xem này. Đây ạ, đấy, phần keo chỉ của nó này. Ghế da thì phải nói là rất là đẹp. Ghế da 3D. Đây ạ, đấy, ghế da 3D rất đẹp. Trần thì vẫn là trần nỉ nguyên bản mọi người nhé. Trần nỉ nguyên bản. Một mẫu xe phải nói là rất tiết kiệm nhiên liệu. 1.0 mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ tầm khoảng 5 lít thôi. Trên 100 cây ạ. Đấy, lót sàn cũng là lót sàn rất là mới mẻ này, mọi người này. Đấy. Đây mọi người xem này. Da lốp cực kỳ dày mọi người nhá. La đăng đúc. Phanh đĩa đằng trước và đằng sau thì được trang bị là phanh tăng trống mọi người ạ. Phanh tăng trống nhá. Cửa đóng mọi người nghe đây, mặc dù là dòng dịch vụ mọi người xem cửa đóng này. Đấy. Là không lạch phạch mọi người ạ. Và đóng cửa phải nói rất là êm luôn mọi người ạ. Các đường khe mép của cửa thì rất là khít và đều này. Không có hiện tượng vênh và mép mó mọi người nhá. Đây. Mọi người nhìn này để chúng ta có thể cân đối cái phần cánh cửa của nó đấy ạ. Cốt thì cái dòng xe i10 này thì nó cũng nhỏ nhắn thôi. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn mọi người ạ. Đây phần cốp này. Đấy. Lốp xe cua, dụng cụ kích lốp thì mọi người yên tâm mọi người nhé, thiếu thì em sẽ bổ sung cho mọi người ạ, không phải lo mọi người nhé. Rất đẹp. Đặc biệt là cái phần đèn hậu là nguyên bản mọi người này. Đây, đấy, mọi người xem đi ạ. Đèn nguyên bản của nó đấy mọi người nhá. Bên đây cũng vậy này, đây. Đấy, đèn nguyên bản của nó đây ạ. Một chiếc xe i10 2014 rất đẹp luôn mọi người ơi, full đồ chơi rồi. Giá thì em đang bán là 169 triệu đồng. Bao gồm những chi phí rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho mọi người. Giá thì em có bớt và có thương lượng đấy ạ. Em mọi người xem cái phần tắp ly của nó này, có đẹp không ạ? Rất đẹp mọi người nhé, mặc dù dịch vụ nhưng mà phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tên tư nhân mọi người ạ, tên tư nhân mọi người nhé. Đây, đấy. Rút hồ sơ rồi mọi người ạ, chỉ việc sang tên thôi, dàn lốp của nó này. Như này có dày không ạ? Rất dày. Đây, tắp ly bên lái này, đấy. Rất đẹp mọi người ạ. Hệ thống bấm kính lên xuống này. Vô lăng rất đẹp luôn. Mặc dù dịch vụ nhưng mà vô lăng phải nói là chủ xe đây rất là giữ gìn nhé. Đây, đấy. Vô lăng rất đẹp. Cửa sổ cũng rất là đẹp luôn. Hệ thống phanh tay cũng rất đẹp. Đây, màn hình Android xịn sò mọi người ạ. Trần nỉ đây. Đấy. Trần nỉ rất sạch sẽ mọi người nhé. Với cái dòng xe dịch vụ này thì quan trọng nhất đó là em bán ra có giấy tờ cam kết cho mọi người là xe không bị tai nạn ngập nước và giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ cho mọi người luôn mọi người ạ. Là em đóng cốp chưa chặt kìa, nó còn hở kìa. Con này điều hòa rất mát luôn, điều hòa phải nói là rất run ạ. Đây tắp lô trên đây này. Đấy. Đây chỉ gọi là hơi bị chảy tí này thôi mọi người ạ. Đấy, hơi chảy tí thôi. Tắp lô này cũng rất là đẹp rồi. Tắp ly là đẹp thế này cơ mà. Đây, mọi người nhìn cái phần tắp ly của nó này.
Đây dàn lốp mọi người xem, dàn lốp có dày không ạ? Rất dày mọi người nhé. Với dòng xe i10 mà bản thiếu đấy ạ, nó được lên cái bộ na đăng đúc này thì thật sự là nhìn con xe rất là cứng mọi người ơi, cực kỳ là cứng luôn. Phần cua lốp thì không han và không mục mọt để mọi người có thể xem này. Đấy, không han không mục mọt mọi người nhé. Trước khi quay phần máy thì em sẽ quay phần gầm, mọi người xem gầm nó có khô ráo không mọi người nhé. Đây ạ, gầm rất là khô này, không có hiện tượng han và mục mọt mọi người ạ. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe i10 sản xuất năm 2014 mọi người nhé. Động cơ của nó là 1.0 mọi người ạ, xe nhập Ấn. Đây, được trang bị 3 máy này. Mọi người nghe tiếng máy không ạ? Máy lộ rất là êm mọi người nhé. Đấy, cực kỳ êm luôn. Điều hòa thì em vẫn đang bật nhưng mà tại vì máy đang mát là quạt gió đang ngừng này. Đấy, đây chúng ta có thể kiểm tra hơi mọi người nhé. Không hề có một tí nào hơi thừa mọi người ạ. Cam kết cho mọi người là xe không bị tai nạn ngập nước và giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ mọi người ơi. Đấy, đèn này, đấy, đèn nguyên bản của nó đấy mọi người ạ. Đây đèn này, đấy, đèn này, đây đây đèn đây, đấy. Theo thời gian thì gọi là nó chỉ gọi là hơi hơi gọi là bạc bạc thôi mọi người ạ. Đấy, hơi bạc bạc theo thời gian thôi mọi người ạ. Đấy, một chiếc xe i10 rất đẹp luôn, giá phải nói cực kỳ ok. Đây cái lớp chính này, đấy, đây mọi người xem cái phần cabo của nó đây mọi người ạ. Vâng, một chiếc xe i10 sản xuất năm 2014 mọi người nhé. Giá thì chỉ có anh nhiêu ạ? 169 triệu đồng thôi mọi người ơi. Đấy, 169 triệu đồng là em sẽ bao gồm những chi phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho mọi người. Giá thì có bớt, có thương lượng mọi người nhé. Sắp Tết đến nơi rồi mọi người ạ. Hôm nay là 11 rồi mọi người ơi, 11, 12 rồi. Đấy, thì với những chiếc xe i10 này, tầm tiền hơn trăm thế này, cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, nên là bà con của bác mình hãy nhanh chân nhanh tay lựa chọn cho mình một chiếc xe nó vừa túi tiền của nhà mình. Và quan trọng nhất thì hãy liên hệ cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 nhé. Đặc biệt quý vị khách hàng xem mình nhớ ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và ấn đăng ký kênh ạ, để cập nhật những dòng xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.